Chiều nay, đội tuyển U23 Malaysia đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận bán kết với U23 Việt Nam trên sân tập Việt Trì. Đây cũng là buổi tập duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Maloney tại Việt Trì để chuẩn bị cho bán kết. Các cầu thủ Malaysia tỏ ra khá thoải mái, khởi động trên nền nhạc sôi động. Sau buổi tập, các cầu thủ Malaysia đã đi bộ tham quan sân Việt Trì trong khoảng 30 phút để làm quen với mặt cỏ. U23 Malaysia đã thi đấu rất ấn tượng trong hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng với những chiến thắng trước Thái Lan và Lào. Nhưng sau đó bất ngờ chỉ có hai trận hòa trước Singapore và Campuchia nên đứng ở vị trí nhì bảng B. Trong ba trận gần nhất ở cấp độ U23, Việt Nam đều giành chiến thắng trước Malaysia.